Chị hai nhìn thấy quán lẩu. Đây rồi. Vào ăn lẩu thôi. Gọi một nồi lẩu nào. Ủa? Lẩu gì nhặt thế này, đổ lẩu cay đi. Nó phải là như thế. Rắc thêm tí bột ớt cho cay. Được. Gọi thêm một nồi ớt nữa mới đủ cay. Thảo ăn. Ăn thôi nào. Rồi rồi. Nhức nhức cái đầu rồi. Xong rồi. Cay qua trời. Sao cay quá trời đất. Sao đó được. Phải uống nước thôi. Ôi giời ơi. Chưa đủ thêm một cốc nữa. Ảo thật đấy. Cho chừa cái tội thích ăn cay. Ủa gì vậy? Chị hai thề không bao giờ ăn cay nữa.